Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu thêm đến các bác mặt hàng rêu và phân chuồn quế. Hàng rất là chất lượng mà giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, phân chuồn quế hôm nay em sẽ bán với giá là 25.000 1 kg nhé. Bằng với cái giá vỏ thông loại xịn bên em. Đấy, vỏ thông thì hôm trước em quay em bán rồi và rất là nhiều bác thích rồi. Loại xử lý rất là kỹ 25.000. Thì hôm nay em sẽ bán với cái phân chuồn quế kèm theo cũng đồng giá là 25.000 một cân nhé. Tiếp đến là rêu. Rêu thì 50.000 một cân. Đấy, tại vì rêu này thì một cân mình sử dụng được rất là nhiều mà. Đó, nó nhẹ lắm. Đây, chỗ này nó chỉ khoảng 2 lạng thôi, đã được một chậu to như thế này rồi. Chưa đến 2 lạng ấy. Thế nên rêu này chúng ta chỉ cần mua một ít thôi. Hoặc là bác nào mà cần dùng nhiều ấy thì mua khoảng vài cân. Đó. Thì cái đơn hàng ngày hôm nay nhá, thì cứ đủ 200 nghìn thì em sẽ bao ship cho mọi người. Ngoài ra thì em sẽ tặng kèm cho các bác một lọ kích dế Biorot nữa. Đấy, đơn hàng ấy cứ đủ 200 nghìn thì em sẽ bao ship. Các bác có thể mua một mình vỏ thông, một mình chuồn quế hoặc là rêu. Đó, hoặc mua gộp lại cũng được. Cứ đủ 200 nghìn em sẽ bao ship toàn quốc cho mọi người nhé. Đây em quay lại cho mọi người xem này. Vỏ thông này, rất là xịn. Đấy. Nó sạch, mịn, xốp nhá. Và không hề lẫn tạp chất. Đấy, phân chuồn quế thì cực kỳ đẹp như thế này. Đấy. Mỗi chậu mình chỉ dài một tí này thôi. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhá. Còn rêu đây. Rêu thì một cân được rất là nhiều. Đó, 50.000 một cân nhá. Vỏ thông một chuồn quế là 25.000. Em nhắc lại số điện thoại đặt hàng nhé, 0974702106. Đó, mua đủ 200.000 em bao ship và tặng kèm một lọ Biorot nha. Em chào mọi người.